Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về món sấu ngâm đường các bạn nhé. Đây đang là mùa, bây giờ đang là mùa sấu ấy, mà chúng ta không có một cái hũ nước sấu ở trong nhà thì rất là phí đúng không nào. Và sấu này các bạn sau khi các bạn ngâm, các bạn có thể pha để làm nước uống giải khát rất là tốt, và nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều năng lượng. Món nước sấu này thì cực kỳ ngon các bạn nhé. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình ở chỗ này, mình có 800g sấu này. Bởi vì là hôm nay ra chợ chỉ mua được cái từng này thôi. Thường thì mình sẽ ngâm 1kg sấu và 1kg đường, nhưng ở đây mình có 800g sấu thôi, cho nên là mình sẽ ngâm với 800g đường. Các bạn cứ lấy cho mình tỷ lệ 1:1 nha. Và các bạn chuẩn bị cho mình một củ gừng nữa, để làm cho cái sấu ngâm của mình nó thơm. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để cho cái món sấu ngâm đường của chúng ta nó không bị lên váng. Đó. Sấu sau khi mà các bạn mua về ấy, thì các bạn sẽ cạo vỏ đi cho mình. Bây giờ ở ngoài chợ ấy, thì người ta cũng có cả cái máy mà cạo vỏ sấu ấy các bạn. Đó, các bạn có thể nhờ người ta cạo cho. Nhưng mà nếu như ở trong hôm nào đó mà các bạn không nhờ được thì mình vẫn phải cạo cái vỏ sấu ngoài đi các bạn nhé. Các bạn cạo vỏ sấu này đi để nó loại bỏ những cái màng cứng nó không được sạch này. Đó, cái phần vỏ sần sùi ấy. Để khi chúng ta làm thì mình sẽ... Đó, sau đó thì các bạn sẽ để vô một góc nha. Và các bạn cạo hết cái phần vỏ này đi. Bây giờ là rất là tiện, người ta có một cái máy cạo vỏ sấu rồi ấy. Tại vì hôm nay mình mua của một cái bác người quen ấy, cho nên là nhà bác ok, bác ấy đang bán cho mọi người, cho nên là thôi tiện mua luôn. Và bác thì lại không có cái máy gọt ấy, cho nên là mình đành phải gọt thủ công như thế này. Nhưng mà bây giờ các bạn mà làm cái món này, các bạn không cần cực khổ như vậy đâu. Các bạn sẽ mua, các bạn sẽ nhờ người ta cạo cho ấy, nó sẽ rất là nhanh. Đó, và cái món này khi mà mùa hè các bạn đi làm về nắng nóng á, các bạn uống một ly thôi là các bạn cảm thấy tỉnh người luôn. Và mùa sấu nào nhà mình cũng phải làm, lấy một hũ nhỏ nhỏ. Bởi vì mình thường mình ngâm nhiều loại lắm. Sấu mình cũng ngâm này, vải mình cũng ngâm này, nhãn cũng có ngâm này. Cái dâu tằm ấy, các bạn có biết cái dâu tằm không? Dâu tằm cũng có ngâm, mận cũng ngâm. Cho nên là mỗi thứ mình chỉ làm một chút thôi. Và khi nào mà muốn uống cái nước gì á thì mình tiện mình pha. Đó, ở nhà các bạn cũng nên ngâm lấy một vài hũ hoa quả nha. Rất là ngon khi mà chúng ta uống ấy, nó mát. Các bạn chỉ cần dùng cái nước sấu này này, các bạn thêm một vài cái lát, một vài viên đá vào thôi, và pha với cả nước mát. Ui, nói chung đây là một cái thức uống tuyệt vời luôn các bạn. Ở ngoài Hà Nội có rất là nhiều, nhưng mà ở trong miền Nam các bạn là không biết là có sấu không, nhưng mà không có sấu thì chúng ta lại thay bằng sấu thì chúng ta ngâm me đúng không các bạn. Ở ngoài miền Bắc thì lại không có me. Đó, tại vì mỗi một kiểu khí hậu thì nó lại có đặc trưng của những cái loại cây khác nhau ấy. Còn ở người Hà Nội mà không ngâm sấu thì người miền Bắc á, là mình thấy là nhà nào cũng ngâm luôn. Tại vì uống ngon lắm các bạn ạ. Rất là ngon luôn. Và làm thế nào để chúng ta làm cho cái món này nó không bị lên váng thì các bạn cùng làm với mình nha. Bạn cứ cạo xong cái phần vỏ này đi, sau đó thì chúng ta sẽ cùng làm cái bước tiếp theo nha. Đó, và bây giờ thì chắc là phải gọi người hỗ trợ thôi. Cạo mình thấy lâu quá rồi. Và các bạn chờ mình một lát nha. Sau khi cạo xong thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để làm tiếp cái món này nhé. Sau khi mà các bạn đã cạo sấu xong thì các bạn sẽ cạo luôn cho mình một chút gừng luôn nha. Cái gừng này nó làm cho món nước sấu của mình rất là thơm ấy.
Nếu các bạn ngâm nhiều thì các bạn dùng nhiều, còn không thì các bạn chỉ dùng một củ nhỏ nhỏ như mình thế này thôi nhé. Dùng nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái nước của mình nó hơi mùi gừng, nó hơi nồng ấy, thì nó sẽ cản đi cái mùi thơm của sấu. À, bây giờ thì các bạn sẽ khía luôn cho mình nhá. Các bạn sẽ khía vòng quanh như thế này này, để khi mà mình ngâm ấy thì cái quả sấu của mình nó ngấm ngấm đường. Bạn cứ khía như vậy thôi, hoặc là các bạn có thể khía bổ ra như thế này này. Cắt cái phần này đi. Đó, các bạn khía như thế này. Hoặc là các bạn xoáy vòng tròn cũng được nhá. Đó, các bạn khía kiểu nào cũng được. Các bạn cứ khía cho mình như vậy cho đến hết nha. Sau đó thì các bạn sẽ rửa thật sạch cái sấu này và để ráo nước, sau đó chúng ta đem ngâm. Với cái cách này thì các bạn sẽ không cần phải trần qua sấu nhé, và các bạn ngâm trực tiếp với đường luôn, mình không cần phải đun nước đường lên đâu. Đó, các bạn ngâm luôn như vậy cho mình. Thì cái thời gian mà các bạn là được ăn thì nó sẽ lâu hơn một chút, nhưng mà bảo quản thì đảm bảo là không có màng nha. Nếu như mà thời tiết mà là nắng ấy thì các bạn có thể phơi, sau khi mà rửa xong thì các bạn có thể phơi nắng một chút để khi mà mình ăn cái sấu này nó sẽ dai dai giòn giòn, sẽ rất là ngon. Đó, các bạn cứ khía như vậy cho mình nha. Các bạn có thể khía hoặc là các bạn ngâm cả quả cũng được. Ngâm cả quả thì cái thời gian ngâm đường nó sẽ lâu hơn nhé. Mùa hè mà các bạn uống nước sấu thì rất là ngon luôn, tuyệt vời luôn ấy. Các bạn cứ đi từ cuống. Và các bạn cứ khía cho mình như vậy cho đến hết nha. À, sau khi mà các bạn đã khía xong hết rồi thì bây giờ các bạn sẽ đem đi rửa thật sạch cho mình nhá, và để thật là ráo nước các bạn nha. À, sau khi mà rửa sạch rồi thì các bạn sẽ để cho nó thật là ráo nước cho mình nhá, và sau khi để ráo nước rồi thì mình mới đem đi mình ngâm các bạn nha. À, sau khi mà sấu của chúng ta nó đã khô như thế này rồi ấy, các bạn thì các bạn sẽ tiến hành các bạn ngâm nha. Các bạn sẽ cắt cái miếng gừng này ra thành những cái miếng mỏng cho mình đó. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hũ nhé. Các bạn có thể sử dụng hũ nhựa hoặc là hũ thủy tinh đều được. Cái hũ kia của mình nó to quá cho nên mình sẽ ngâm ngâm vào cái hũ thủy tinh nhỏ hơn như thế này. Các bạn sẽ xếp cái phần sấu vào nhé. Cứ một lớp sấu, một lớp đường cho mình các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái thìa.
ngâm như thế này thì nó sẽ không bị lên màng đâu các bạn. Các bạn không cần phải trần qua nhé, bởi vì trần qua thì các bạn vẫn phải chờ cho nó thật là khô ấy. Sau đó thì các bạn mới xếp tiếp một cái lớp nữa lên đây cho mình. Đó thì các bạn cho lớp cái lớp đường này vào nha. Bác mình đi chơi đến 2 tuần. Sau đó các bạn để và chúng ta sẽ chờ trong khoảng sau vài ngày là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà khi mà các bạn mà muốn sử dụng ngay ấy, thì các bạn nên ngâm, các bạn nên nấu cái nước đường này nha. Nhưng mà nấu xong thì các bạn phải để cho cái nước đường đó thật là nguội thì các bạn mới đổ vào đây nhá. Và mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn sẽ làm thành công cái món sấu ngâm đường này các bạn nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video clip tiếp theo.